Xin chào cả nhà mình nha. Chúc cả nhà mình một ngày thứ bảy thật là tràn đầy năng lượng nha. Và cuối tuần cũng thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nè. Hôm nay thì vẫn tiếp tục cái cuốn sách là cuốn Khởi nghiệp từ tiệm nhỏ. Hôm bữa trước là Thủy đã đọc xong cái phần chương số 2 là để mở cửa hàng thì cần có 8 cái yếu tố. Cả nhà có nhớ đó là những cái yếu tố gì không nè? Bây giờ thì Thủy sẽ điểm qua cho cả nhà nhớ lại nha. Cái thứ nhất á, là mình cần phải vay vốn và vay vốn bằng niềm tin. Rồi soi kỹ nơi đặt cửa hàng nè, định hướng hình ảnh nè, không gian trải nghiệm dịch vụ, phải có lợi thế cạnh tranh, đối thủ và đối tác, giá phụ thuộc nhiều yếu tố và cái cuối cùng là không giỏi tay nghề có thể mở cửa hàng được không? Đó. Rồi đó là tổng kết những cái phần trong cái chương số 2, nhưng mà cũng có một số câu nói hay á, thì mình cần phải nhớ như thế này nè. Thời gian có ích nhất, vốn là để tự ta nhìn lại chính mình, tự ta so sánh với chính mình và tự ta nâng cao chính mình. Rồi, tiếp theo một cái câu cũng rất là hay. Muốn biến lợi thế cạnh tranh thành phong cách, trước hết phải làm nhân viên hiểu được chí hướng của bạn, hiểu được rồi và phải biết cách để nhân viên thực hiện nó. Đó là cái phần truyền thông marketing đó các. Rồi, hôm nay là Thủy sẽ qua cái phần cái chương số 3, cái đầu và trái tim trong kinh doanh. Tôi có cậu em thân thiết mới mở cửa hàng tóc được gần 2 năm. Cậu em vốn thích suy tư, có mấy lần hỏi tôi. Mở cửa hàng rồi em mới hiểu vấn đề tiền nong đau đầu lắm anh ạ. À. Dịch vụ khách hàng làm sao, đối đãi nhân viên thế nào cho đúng và cái tâm của mình nhất là lại vẫn tiết kiệm được. Nhiều khi em rối, không hiểu sao mà mình cứ lỗ, mà tiết kiệm quá thì không được. Tôi dám cá là rất là nhiều người đã, đang và sẽ kinh doanh cũng có cùng thắc mắc này. Nói một cách ngắn gọn, chúng ta thường không biết làm sao để hai khía cạnh lợi nhuận và nhân tình được đảm bảo. Thực ra, vấn đề không phải là chọn giữa tiền và tình. Tìm sai vấn đề sẽ giải quyết sai. Vấn đề mấu chốt là cách quản lý thích hợp. Phải quản lý làm sao cho tiền hay tình đều không còn là vấn đề nan giải. Rồi, qua cái phần mục nhỏ đây là để khỏi đau đầu vì tiền. Kỳ vọng lợi nhuận chớ có bỏ qua. Rất nhiều nhân viên cũ của tôi nghỉ việc rồi mở cửa hàng tóc. Thi thoảng những lúc anh em vô tình gặp nhau cũng có khói chuyện hay ho để kể. Có cậu em ngày xưa tay nghề tốt lắm, rất sáng tạo, lại hay cập nhật xu thế. Có điều tính cậu này lơ đãng, tâm hồn cứ hay bay bay, bay bổng đi đâu ấy. Gặp lại tôi, cậu ta thao thao bất tuyệt về cửa hàng mới khai trương. Nghe một hồi tôi hỏi, thế chú tính đặt mục tiêu lợi nhuận năm đầu tiên của mình là như thế nào? Bị gọi giật về thực tế, cậu ta tặc lưỡi. Ôi giời, cái đấy quan trọng gì đâu anh. Em dự kiến cửa hàng em đông khách nhất phố rồi. Cứ chỉ cần 3 tháng thôi, chỗ em sẽ hút hết khách cả khu đó luôn. Tự tin là tốt, nhưng phải thực tế chứ đừng có lý thuyết suông. Nhiều khi bạn kinh doanh hay bị mắc một cái lỗi, cứ lao vào làm mà không đưa ra kỳ vọng lợi nhuận của mình rõ ràng. Những người thành công tôi quen, họ đều biết rõ con số mình muốn là gì. Ngược lại, những người thất bại tôi biết, phần lớn họ đều không rõ kỳ vọng của mình là bao nhiêu. Hoặc nếu có kỳ vọng, nó cũng là một ước chừng cực kỳ mơ hồ dạng rất đông khách hoặc rất nhiều tiền. Vậy tóm gọn ở chỗ này là người thất bại chẳng biết mình phải đi đâu. Người khao khát thành công biết rõ mục tiêu của mình. Nhưng người thực sự có thể đạt được mục tiêu, trước hết phải biết cụ thể hóa, thậm chí là số hóa nó. Đúng rồi, số hóa nó rõ ràng ra thì chúng ta sẽ chia rõ ra từng ngày như thế nào thì nó sẽ đi đúng tiến độ hơn. Còn thường chúng ta cứ để nước tới chân mới chạy, cứ tới đâu hay tới đó là đúng là không có cái gì ra cái gì. Rồi, lúc bắt đầu mở cửa hàng, tôi cũng tự đề ra mục tiêu là một cửa hàng phát triển mạnh mẽ về chiều sâu. Muốn như thế, phải có một lượng khách hàng ổn định. Khách hàng phải tin tưởng vào tay nghề và cách làm việc của mình. Nghe có vẻ ổn, rất thực tế, cũng rất có tương lai. Nhưng chỉ thế là chưa đủ. Làm thế nào để biết mình có lượng khách ổn định bây giờ? Một mục tiêu kinh doanh đúng, chuẩn phải có một con số cụ thể hay chính là kỳ vọng lợi nhuận. Muốn tìm được kỳ vọng lợi nhuận, cần xác định được mục tiêu là doanh thu và dự trù chi phí. Vậy thì
do lợi nhuận là bằng doanh thu trừ đi tổng chi phí nha cả nhà. Ví dụ, với cửa hàng sau này, tôi đặt mục tiêu doanh thu là 3 triệu trên một ngày, tương đương với 100 triệu một tháng. Con số này tới từ các khoản thu từ việc làm dịch vụ cho khách hàng và bán hóa mỹ phẩm. Điều này có nghĩa là cửa hàng cần đón từ 20 đến 30 khách sử dụng dịch vụ mỗi ngày. Đây là lượng khách hàng ổn định cho một cửa hàng tóc nhỏ sau khoảng 1 năm hoạt động. Nếu bạn mới mở cửa hàng thì con số đó gần như không thể. Thế nên đừng nôn nóng, dục tốc bất đạt. Tham vọng quá sẽ chống thất vọng. Nếu đạt được cũng sẽ chìm xuống ngay. Nhưng nếu sau 1-2 năm kinh doanh, cửa hàng của bạn vẫn không có một lượt khách hàng ổn định thì cần xem lại nha. Có gì đó cần phải thay đổi rồi đó. Chi phí chủ yếu của tôi gồm các khoản là thuê nhà nè, tiền lương nhân viên, điện nước, hóa mỹ phẩm, cùng một số chi phí phát sinh khác. Tổng chi phí cho một tháng vận hành cửa hàng rơi vào tầm 50 triệu. Đây là con số chấp nhận được, là mức chi phí trung bình để một cửa hàng tóc hàng hiệu có thể hoạt động bình thường. Lợi nhuận kỳ vọng của cửa hàng tôi sau 1-2 năm hoạt động là 50 triệu một tháng. Đặt ra một con số cụ thể và xác định bản thân đang ở mức nào rất quan trọng. Chẳng hạn như thời gian đầu, tôi không đạt được mức kỳ vọng lợi nhuận vì doanh thu thấp và chi phí cao. Điều này buộc tôi phải tìm cách tăng doanh thu lên và giảm chi phí đi. Mới đầu, tôi rà soát lại một lượng những khoản thu chi để tìm ra giải pháp. Tôi phát hiện ra rằng cửa hàng tôi thu tiền từ dịch vụ hóa chất như uống, nhuộm là nhiều nhất. Cắt là dịch vụ chính nhưng số tiền lại rất ít trong tổng doanh thu. Vì tiền hóa chất là đắt nhất, trong khi cắt lại không dùng hóa chất. Chỉ một so sánh đơn giản, bạn sẽ thấy ngay. Một đầu nam cắt chỉ 60.000, một đầu nữ cắt thường đi kèm với gội sẽ thu về khoảng hơn hẳn 200.000 một đầu vì có dùng hóa chất. Hay nhuộm một đầu tóc dài đến ngang vai, mình sử dụng thuốc tốt, thuốc của hãng thì sẽ thu về 600.000 đến 1 triệu một lần. Tôi đặt tỷ lệ lấy lãi trên tất cả sản phẩm dịch vụ là 20%. Nói một cách dễ hiểu, một điều luôn đúng ở bất kỳ cửa hàng nào. Khách dùng dịch vụ càng cao giá, cửa hàng thu về càng nhiều. Điều này dẫn đến một chiến lược kinh doanh mới cho cửa hàng tôi. Tư vấn thêm cho khách các dịch vụ gội, uống nhuộm bên cạnh việc cắt. Tất nhiên, tư vấn cần dựa vào nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Nếu khách hàng không phù hợp với nhuộm, cũng không thể nào lao vào khuyên: "Chị cứ nhuộm đi, em cân hết cho được." Điều cần nhớ ở đây là mục tiêu phải rõ ràng, các con số cụ thể. Ngoài các dịch vụ về cắt và hóa chất, cửa hàng tôi còn có những khoản thu tới từ các dịch vụ nho nhỏ về chăm sóc da và tiền bán sản phẩm. Các dịch vụ chăm sóc da như đắp tinh bột nghệ không thu được quá nhiều, chỉ vài chục nghìn một lượt. Nên nhân viên chỉ tư vấn thêm chứ không cần dành quá nhiều thời gian cho nó. Tuy khoản thu này nhỏ, nó vẫn cần có để tạo nên dịch vụ trọn gói. Khách hàng nữ sẽ rất thích được chăm sóc tổng thể trong một lần sử dụng dịch vụ, thay vì phải đi chuyển đi nhiều nơi. Việc bán các sản phẩm như dầu gội hay thuốc nhuộm không đóng góp lớn vào doanh thu nhưng rất cần thiết. Nó là một kênh để khách hàng đánh giá dịch vụ của cửa hàng có tốt hay không. Nếu sản phẩm được bán là sản phẩm có chất lượng và thương hiệu, uy tín cửa hàng hẳn là sẽ tăng lên, thu hút nhiều khách hàng hơn. Thông thường, doanh thu của việc bán sản phẩm tới từ hoa hồng tính trên mỗi sản phẩm bán được. Sản phẩm bán được cũng chia thành hai đẳng cấp, hàng xịn của hãng và hàng bình thường. Nếu khách hàng sử dụng hàng càng xịn càng đắt, doanh thu càng lớn. Hơn nữa, hàng xịn có tính đảm bảo cao hơn, hàng bình thường thì còn tùy nha. Thế nên phải tư vấn lợi hại, phải nói rất rõ cho khách hàng hiểu. Sản phẩm này dùng cũng được, giá thấp nhưng không phải hàng của hãng, dùng chắc chắn không đảm bảo bằng. Em tư vấn thế, còn quyết định là tùy ở chị nha chị. Bạn có thể nhắc thắc mắc là nếu tiền hóa chất đắt, chi phí cũng tăng lên, doanh thu và chi phí đều tăng, thì chắc gì lợi nhuận đã tăng. Thực chất, mua các sản phẩm hóa chất của hãng càng nhiều càng được chiết khấu cao. Thế nên tỷ lệ tăng của chi phí không bằng doanh thu. Nói cách khác, khi khách hàng càng dùng nhiều dịch vụ hóa chất, mình càng tiết kiệm, lợi nhuận càng lớn. Nói về cách tính lợi nhuận nhưng đừng vội cho rằng vì lợi nhuận anh bất chấp hết. Nên nhớ rằng, làm tóc có đạo lý riêng,
đỉnh cao của người làm tóc không phải trong túi càng nhiều tiền càng tốt, mà là càng nhiều khách hàng hài lòng càng tốt. Tiếp theo qua phần nhỏ là tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm. Có một huyền thoại lan tràn ngoài kia, cắt tóc kiếm được rất nhiều tiền. Tôi cũng muốn vậy lắm, nhưng sự thật thì chẳng phải vậy. Gần 10 năm hành nghề đủ để tôi hiểu rằng nếu thật sự tiết kiệm thì mới có tiền. Tôi đã có nhiều kinh nghiệm rồi. Có lần đến kỳ hạn trả lương cho nhân viên, tôi không có tiền. Không có tiền, ba từ nghe nhẹ hẳn, nhưng đúng là một chuyện động trời. Nếu nhân viên không nhận được tiền, tất nhiên sẽ rối loạn. Bạn cứ đặt mình vào, đến kỳ lương nè, ông chủ thông báo ông không có một đồng nào, bạn sẽ nghĩ sao? Tiền chỉ là một vấn đề, quan trọng là nhân viên sẽ lo lắng khi làm việc dưới trướng một ông chủ như vậy. Và ông chủ là tôi đây cũng vô cùng bối rối. Rõ ràng là mình kiếm cũng đâu kém tháng trước, sao lại chẳng còn đồng nào? Tôi cũng từng thử ngồi lại và làm phép tính đơn giản thế này. Trong 5 năm làm việc, mỗi tháng thu nhập trung bình của cửa hàng là 15 triệu, là đạt trừ hết các chi phí vận hành của cửa hàng. Như thế, mỗi năm cửa hàng thu được 180 triệu, 5 năm là 900 triệu rồi. Thế nhưng, đến lúc chuyển sang cửa hàng lớn hơn, tài khoản của tôi chỉ có 200 triệu, vẫn phải đi vay 200 triệu nữa. Không hiểu sao 700 triệu tiêu nhanh thế. Chi phí hoạt động không thể lên đến 700 triệu được. Hồi đấy còn lơ mơ, tôi chẳng hiểu nổi tiền cứ đi đâu hết. Phải đến sau lần không trả nổi lương cho nhân viên này, tôi mới ngẫm lại và nhìn ra được vấn đề. Tất cả là do tôi quá hào phóng. Sự hào phóng của tôi được thể hiện rõ ràng nhất vào mỗi dịp Tết đến xuân sang. Mỗi lần về quê đón Tết, nào quà cáp, nào biếu sáng, nào bài bạc, tổng thiệt hại cũng lên đến cả 100 triệu. 5 năm mất nguyên 500 triệu rồi. Rồi những lần tôi hứng lên làm một chồng tiền bao bạn, có bữa tới 10 triệu, hay những khi thú vui sắm sửa đồng hồ xe cộ nổi lên, cứ tích từng món vài 3 triệu vào cũng đủ thành một khoản khổng lồ. Tiêu pha như thế, 700 triệu bay vù đi mất là chuyện dễ hiểu. Những khoản chi ấy, tôi chẳng ghi chép lại nên không rõ tiền rơi đi đâu là điều dĩ nhiên. Kiếm nhiều mà, lo gì? Đó. Các bạn có gặp tình trạng này không? Tôi vẫn sẽ tiêu xài thoải mái như thế nếu không xảy ra chuyện hết tiền trả lương, rồi chuyện chuyển cửa hàng giảm doanh thu. Hàng loạt sự kiện xảy ra đúng lúc lập gia đình làm tôi thay đổi hẳn. Tôi đã biết kiểm soát chi tiêu cho hợp lý, cố gắng tiết kiệm hơn nhiều ngày xưa. Mình còn nhiều việc phải làm, còn nhiều kế hoạch, nhiều mục tiêu, sao có thể sử dụng đồng tiền sai mục đích được. Có những khi thói xấu nổi lên, muốn tiêu pha, tôi phải tự kiềm chế lại. Tự hỏi bản thân, mục đích chính của mình là gì? Tiêu vào đây có đáng không? Thay đổi thói quen tiêu pha chẳng hề dễ dàng, cũng cần ý chí nghị lực giống như đi cai nghiện ấy. Tiết kiệm không chỉ áp dụng trong việc tiêu xài cá nhân. Bản thân việc vận hành kinh doanh có rất là nhiều khoản phải chi. Biết thu vén sẽ tích lũy được một khối tiền. Còn nhớ, thời điểm chuyển sang cửa hàng to, tất cả hệ số chi nhân gấp đôi lên hết. Lượng khách đến lại chưa đủ để quay vòng cho cái hệ số nhân đôi ấy. Nên nửa năm đầu, tôi cực kỳ căng thẳng. Đầu óc lúc nào cũng mệt mỏi lo chuyện tiền bạc. Cái khó thì ló cái khôn. Hoàn cảnh xô đẩy làm tư duy tiết kiệm của tôi được nâng lên một tầm cao mới. Với tôi, tiết kiệm là sự đúng và đủ. Ví dụ, một người thợ làm tóc phải tính toán kiểu tóc này làm trong bao nhiêu phút, bao nhiêu thuốc là được. Thuốc tốt, chính hãng nên tôi bôi thật nhiều lên tóc cho khách, cho chu đáo. Không, nó vừa hại da đầu vừa lãng phí. Dùng vừa đủ mới là tốt nhất. Ở các thành phố lớn, các chủ cửa hàng đều phải trả một khoản kha khá được coi là phí bắt buộc nếu muốn kinh doanh. Đây là mấy khoản bảo kê, bảo vệ hoặc công an khu vực. Thế nhưng, tôi không phải chịu khoản phí này. Ở khu phố tôi, vỉa hè rất là to, nửa trên được phép để xe, nửa dưới là của phường. Nếu tôi để ở dưới thì sẽ bị phường thu, rồi nộp rất là nhiều tiền. Nên, dù có đông khách mấy, tôi cũng tìm cách quan hệ với hàng xóm để đổ nhờ xe, chứ không cố để mấy cái xe xuống dưới làm gì. Nắm chắc và tôn trọng các quy tắc, để xe sạch sẽ gọn gàng thì chẳng sợ ai hỏi thăm hết. Mình làm đúng, tiền cũng không tự dưng bay đi mất được.
Tiết kiệm chỉ đơn giản là làm đúng và đủ, có gì khó đâu nè. Thế nên, những người thực sự biết tiết kiệm đều có một ý chí mạnh mẽ và khả năng tính toán khôn ngoan. Mình cũng cần phải luyện cái này nè. Tiết kiệm đúng và đủ, đừng để tới thành cái mức keo kiệt. Rồi, chủ trương tất nhiên là tiết kiệm, nhưng cái cần phải chi vẫn phải chi, đừng khắt khe quá, có chi thì mới có thu mà. Giả sử như mỗi lần gọi đầu, nguyên tắc là phải 4 lần ấn dầu gọi mới tốt. 4 lần ấn đồng nghĩa với việc sử dụng lượng hóa chất, sử dụng nhiều hóa chất hơn, tốn kém hơn. Nhưng nếu chỉ vì tiết kiệm tiền hóa chất mà giảm số lần ấn xuống, chất lượng dịch vụ giảm, không giữ khách hàng được, giảm được mấy đồng, có khi mất tới hàng trăm đồng để thu hút lại khách hàng đã mất. Vậy nên dù có làm gì, quan trọng vẫn là đảm bảo chất lượng, đảm bảo cái tâm của người làm nghề. Lúc ấy, cái giá nào, chi phí nào cũng đáng để trả. Gần đây tôi có sắm thêm cho mình một cái két. Cứ làm được tiền là bỏ vô két, như thế không sợ hoang phí nữa. Nhưng đến một thời điểm, khi bạn tiết kiệm đủ rồi, cái bạn cần làm là đầu tư, để tiền đẻ ra tiền. Vì tiền cứ bỏ mãi trong két có khác gì tiền chết. Đó, đó là chưa nói đến tỷ lệ lạm phát đang vút cao lên, tiền chẳng mấy chốc mà mất giá. Nên đến khi tiền tích được một lượng kha khá, tôi sẽ đầu tư sang lĩnh vực khác. Quản lý tiền phong cách cái đầu tỉnh. Cái thời bé tí còn đi mò chai, được đồng nào tôi cất liền dưới gối, trong lỗ gạch hay những chỗ không ai có thể biết được. Hôm tôi cưới có 2 hôm tiền mừng thì tiền của ai người nấy cầm. Với việc kinh doanh tôi cũng vẫn áp dụng phương pháp độc lập tự chủ như vậy. Vợ tôi làm thu ngân cho cửa hàng từ khi mới mở, nhưng tiền vẫn là tôi quản lý, tức vợ tôi chỉ thu tiền, còn tiền tôi cầm hết. Hàng ngày về tôi vẫn đếm tiền, những gì cần tính toán thì tôi sẽ tính toán, những chi phí cần bỏ ra thì tôi sẽ lo. Nhiều người vẫn hay nói đùa với tôi là: "Thế thì làm sao mà lọt được đồng nào ra?" Có người bạo mồm hơn thì nói thẳng: "Không sợ bị vợ gạt à?" Tôi vẫn thường nghe nói có nhiều trường hợp nếu hai người cùng chỗ làm yêu nhau, họ sẵn sàng bỏ việc để không bỏ tình yêu. Bởi vì làm với người mình có tình cảm sẽ phát sinh rất là nhiều vấn đề. Sau đấy còn có thể mâu thuẫn, mất hết tình cảm. Nhưng khi tôi làm việc với vợ thì chẳng xảy ra vấn đề gì cả. Vì khi đi làm chung, chúng tôi vẫn giữ quan hệ chủ, nhân viên. Chủ làm việc của chủ, thu nhân làm việc của thu ngân. Nguyên tắc của chúng tôi là không thể hiện tình cảm hay lo chuyện vợ chồng hờn dỗi vào công việc. Khi vợ tôi sai sót, tôi vẫn đối xử với cô ấy như những nhân viên khác. Không có một sự phân biệt, vợ tôi cũng không cậy là vợ chủ mà lên mặt hay hạch sách nhân viên khác. Có thể bạn nghĩ, làm sao tách bạch được hai việc đấy, dù sau đấy cũng là vợ của mình, người quản lý về mặt gia đình. Trong công việc làm sao rõ ràng rành mạch như thế được? Đơn giản vì giữa chúng tôi có một sự tin tưởng. Chúng tôi tin tưởng nhau đủ để giữ được một cái lý trí tỉnh táo trong mọi việc, việc nào ra việc đấy. Trong công việc tôi là chủ, nắm quyền lực. Vợ tôi là thu ngân, vợ tôi hoàn toàn trách nhiệm của một thu ngân. Tôi tin tưởng vợ đủ để giao việc thu tiền cho cô ấy. Cô ấy tin tưởng tôi đủ để tôi cầm và quản lý toàn bộ tiền bạc. Còn trong cuộc sống gia đình, chúng tôi lại quay về với mối quan hệ vợ chồng có trước có sau, có phải có trái. Nếu cứ lẫn lộn các vấn đề với nhau hoặc xen tình cảm vào công việc, chắc chắn việc kinh doanh lẫn mối quan hệ vợ chồng đều hỏng hết. Đây, có những cái hình hoạt hình rất là vui để cho mình cảm thấy nó đỡ nhàm chán hơn. Tiền này đưa chồng nha. Với các mối quan hệ thân quen trong công việc, hãy học cách tin tưởng người khác, đồng thời giữ một cái đầu tỉnh. Có thể bạn mới phân tích và xử lý vấn đề một cách tỉnh táo, minh bạch và công bằng. Tất cả, dù có tin tưởng vợ mình đến mấy, tôi vẫn cần sổ sách chi thu chi để đối chiếu. Đấy là nguyên tắc. Vợ tôi làm thu ngân nên chịu trách nhiệm luôn việc ghi sổ sách. Thời gian đầu mới kinh doanh, việc ghi sổ sách chưa thành thói quen, hôm có, hôm không. Ví dụ một ngày thu về chục triệu nhưng có hôm không ghi đủ. Vì nhiều khi vợ tôi còn kiêm nhiệm việc gọi đầu cho khách, khó kiểm soát hết được. À, sáng đang gọi đầu thì có khách thanh toán, thế là âm quên phén đi mất rồi.
Cũng may là dù không ghi sổ nhưng sổ sách chưa bao giờ bị nhầm lẫn. Nguyên nhân là vì tôi có trí nhớ rất tốt. Bạn sẽ biết qua, bạn đã biết qua rồi đấy, tôi gặp một người trên phố, khi gặp lại có thể nhớ ra luôn. Trí nhớ tôi tốt đến nỗi có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật. Ví dụ, hôm nay có 20 người làm tóc, tôi sẽ nhớ làm những gì với ai, được bao nhiêu tiền. Cho nên, người nào thu tiền cho tôi, muốn biện thủ cũng không được. Tất cả số tiền của một ngày tôi có thể nhớ và cộng ra được hết trong vòng 2 phút. Tôi chưa hề cộng nhầm, có lẽ do hồi bé ở quê, tôi hay lê la ngoài đường lấy việc cộng biển số những xe đi qua làm thú vui. Thế là mấy nhà ở quê ai có xe nào biển số gì tôi nhớ hết, còn hơn cả công an khu vực. Nhưng dù tôi nhớ tốt mấy thì cũng không thể bỏ qua việc ghi sổ. Tôi không thể như ngày bé lúc nào cũng đứng trực trong cửa hàng đếm ông đi qua bà đi lại được. Nếu chỉ thuê riêng một người làm thu ngân, không kiêm nhiệm các dịch vụ khách hàng khác thì sẽ là rất phí phạm với cửa hàng có quy mô như tôi. Vậy làm thế nào đây? Tôi liền nghĩ ra một cách là cho ghi phiếu, tức là chẳng hạn một khách hàng tới dùng dịch vụ gọi đầu, khách hàng này gọi như thế nào, có sử dụng thêm dịch vụ gì không thì nhân viên phụ trách sẽ tích vào một tờ phiếu. Trên phiếu sẽ liệt kê các dịch vụ cắt, uống, nhuộm và tên người làm. Bên cạnh mọi dịch vụ cũng thể hiện giá trực tiếp cho khách hàng thấy luôn. Thiết kế phiếu như vậy vừa làm nhân viên có ý thức làm tốt, vừa tránh việc nhân viên làm sai giá cả. Mỗi một khách hàng có một phiếu như thế. Sau khi khách hàng sử dụng dịch vụ xong, tờ phiếu đó được đưa lại cho người thu tiền. Tờ phiếu này giống như chứng từ chứng thực khách hàng sử dụng dịch vụ. Có phiếu này, kể cả quên ghi sổ vài hôm cũng không sợ thông thông tin lạc trôi qua quá xa. Thế nhưng dù có dùng biện pháp ghi phiếu đi chăng nữa, người đã có dã tâm thì tiền kiểu gì cũng lọt ra ngoài. Nếu người thu tiền biện thủ vài phiếu cho vui thì sao? Nếu nhân viên quên mất không nộp phiếu thì làm sao? Tôi không phải Carada, cả ngày đi dò xét từng ngóc ngách ở cửa hàng được. Lòng tham con người lại là vô đáy, đâu có thiếu người tự mình suy nghĩ rồi so sánh thế đấy. Đấy, một ngày ông ấy làm được bao nhiêu tiền mà ông ấy lại trả lương cho mình có từng này, đối xử với mình như thế này. Hay mình lấy đi một ít, có gì to tát đâu, mình xứng đáng mà. Bạn nhận ra rồi chứ, vấn đề ở đây còn là về quản trị nhân sự. Dù các biện pháp quản lý tiền bạc có rạch ròi đến đâu, vẫn sẽ luôn có một khe hở cho người có tâm luồn vào. Vậy nên, nguyên tắc chọn người và dùng người của tôi là đã dùng là phải tin. Nếu không tin thì đừng dùng. À, rồi, vậy thì đó đã kết thúc cái phần sơ đầu tiên là trong cái chương số 3. Để khỏi đau đầu vì tiền là mình phải tiết kiệm và mình phải biết cách quản lý, giảm chi và tăng thu. Rồi, hôm nay kết thúc cái phần đọc sách tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã chú ý lắng nghe.